Quay chưa? Ok, Giang đang cầm máy ảnh. Xin chào các bác, hôm nay tôi quay một cái đoạn phim khá là ngắn. Chúng ta chia sẻ một chút về cái chuyện là sử dụng cái máy câu, bảo quản cái máy câu sau khi chúng ta đi câu về ấy. Thì đây là hai bố con tôi vừa đi câu về, Giang chơi cái máy này, tôi chơi cái máy này. Thì sau khi đi về thì mình cần phải làm những cái gì? Thì thật ra trước giờ tôi cũng không để ý đâu. Hôm vừa rồi tôi cũng xem một số cái video của bên Shimano, người ta cũng hướng dẫn cách xử lý này, rồi mình tra dầu. Thì Giang quay đây, cứ nguyên quay nguyên nhá. Đây, đây ở đây chưa, đây kết quả của buổi đi câu đây, được 6 con sộp thì chết một con to nhất trong này nó vào khoảng tầm cân tư. Đây là cái con này, này. To lắm các bác nhé, trong cái thùng nó thế này đấy, chứ còn cái chiều dài của cái thùng này là 3 gang đấy. Bác nhìn con cá này là như con này là 2,5 gang sộp. Ok, đẩy vào nha, quay vào cái tiền máy câu. Đĩa đây, để bố lấy cho anh chị về. Đây. Thấy chưa? Quay một lèo nhé, đừng để tay che màn hình nhá. Thì sau khi mà chúng ta đi câu về ấy, thì tôi cũng khuyên cáo các bác là nên mình vệ sinh cái máy câu của mình một chút. Thường là các bác có thể là sử dụng, đây tôi thường cách làm như này. Đầu tiên là mình phải vệ sinh, dùng một cái khăn ướt hoặc là một cái giấy ướt sạch ấy, mình lau hết sạch hết những cái bụi ở trên nước, bởi vì là nhiều khi mình câu cá quả có những khu vực nó có bùn ấy, mình câu nó nước nó kéo lên dây theo thì nó rất là bẩn. Thì đầu tiên ta sẽ vệ sinh bằng giấy hoặc là khăn mềm ẩm, mình lau chùi sạch sẽ đi. Thế còn đến bây giờ thì nhiều bác có thể thấy là trong những cái hộp máy câu thường được tặng kèm những cái, ví dụ như cái máy câu cao cấp của Shimano hoặc là Daiwa, thì thường có những tặng kèm những cái lọ dầu như này, hoặc là các bác có thể mua cái lọ dầu vào dưỡng máy câu riêng là một cái lọ. Thế còn hãng tặng kèm thường hay có một cái lọ nhỏ nhỏ như này, thì anh em nhiều khi về chả để ý đâu, cứ dùng là dùng thôi chứ không có sử dụng tra dầu. Thì thêm một cái nữa, đây là tôi thử sử dụng những cái bông máy tai này. Đầu tiên tôi sẽ lau chùi ở cái vòng xoay này, vòng xoay của cái DJ này, cái da dây này. Đây thì tôi chẳng hạn như có nước là tôi sẽ lau chùi cho thật sạch ở cái phần này, mình cứ lau chùi nữa các bác nhá, tí mình sẽ tra dầu ở đấy. Thứ hai nữa là ở cái khóa bên tay trái này, này khóa cân mồi này, mình mở cái nắp này ra, trong này rất hay có nước nhá, mở nắp này ra. Nên là thường đi câu về những cái máy câu mà các bác dùng yêu thích ấy, thì các bác đây thấy chưa, có thấy có nước này, đây nước ướt này, nước nhá, không phải dầu đâu nhá. Đấy thì mình phải mở cái nước cái này ra, xong mình dùng cái bông này mình lau cho thật sạch bên trong có nước ấy các bác ạ, nước mà nó sẽ rất là dỉ máy. Nên anh em mình sẽ sử dụng kiểu này. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái đầu này, cái đầu này cũng bị nước vào khá là nhiều luôn, mình phải lau chùi sạch. Xong chốc rồi mình sẽ tra dầu. Cái này này, đấy là cái tay phải này, cái khóa bên tay phanh bên tay trái này. Tiếp tục ta sẽ mở cái spool máy ra, mở ra máy nào cũng phải mở cái này ra được hết. Này trong này, cái bên này thường là rất là khô, tôi chơi tôi tùy ý, bên này thường không bị nước vào đâu. Nhưng bên trong cái spool, nhớ là các bác nên quấn cái ấy nhá, quấn cái dùng một cái đoạn băng dính hoặc là một cái dây chun thì mình cuộn cái spool này lại, mình kẹp nó lại. Đây các bác nhìn này, những cái vị trí này là nước vào này. Đây, mình câu trời mưa thứ này nước này, thậm chí đánh rơi máy xuống nước để nó vào những vị trí này rất là nhiều. Mình sẽ vệ sinh lại ở cái phần hai cái đầu của cái spool máy và tiếp tục đến cái phần bên trong. Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Đấy, spool bên trong cái trục xoay này, giữa này, trục này rất hay bị nước vào nhé. Thì theo tôi ấy, là các bác sau khi các bác dùng những cái bông máy tai sạch cái này, mình lau chùi sạch những cái bên trong là nước đi, mình cứ để ngoài một lúc để cho nó ráo nước, nó khô hẳn đi, vì mình lau chưa chắc nó đã sạch hết được những cái kẽ đâu. Mình sẽ để nó một lát khoảng tầm 30 phút một tiếng, sau đó mình bây giờ mới tra dầu. Thì đây là cái lọ dầu, quay sang đây, cái lọ dầu của Shimano này. Tra thì cái đầu tiên là các bác sẽ tra một giọt vào cái đầu của cái đoạn này, nó có một cái vòng bi này, tra vào đây một giọt thôi, không cần nhiều đâu, một tí thôi. Tiếp tục đến cái trục dẫn dây này,
một giọt vào đây, một giọt thôi, không cần nhiều. Nhiều người có thể chà thêm ở cái tay quay này nữa, chà thêm một cái vào đây. Tôi thì tôi không cần chà cái này lắm đâu, nhưng mà bây giờ tôi cũng làm đấy. Xong bắt đầu mình quay nhẹ cho nó ngấm cái dầu vào. Chỗ mình sẽ lau những cái lem nhem đi. Và tiếp tục đó đến cái spoon này. Spoon này mình sẽ chà vào vài chỗ. Sau khi chà thế này quánh là nó đảm bảo là nước sạch sẽ rồi, mình đi chơi về là mình vệ sinh lại để cho những cái chi tiết đây. Cho nên nó có một cái chục bi nữa, và mình dọ thêm một chút vào đầu này, một chút của cái đầu này nhá, dọ cái đầu này của nó. Bên này cũng thế, mình dọ một tí vào đầu của cái chục spoon. Bây giờ mình sẽ cho lại thì cái này nó sẽ xuyên sang phía bên cái này, mà mình cho đầu này rồi. Và quên, còn bên này không biết nãy tôi đã nhớ làm chưa. Đây, một giọt nữa, một giọt vào cái chục giữa khi mình tháo spoon ra, một giọt thôi. Ok, đấy, cho này vào đây. Rồi, làm cái số này mình không buộc. Các bác nên nên buộc trước khi ấy nhé, nên nên buộc cái spoon vào đã. Chứ như tôi vừa nãy tôi không kịp kiếm cái dây chun thì tôi buộc vào. Xin lỗi là tôi quay một lèo cho nên là tôi không edit đâu, quay luôn. Rồi, đặt cái này vào đây. Xong. Rồi mình xoay lại. Cái máy của con không nó kêu xoạc 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 đúng không? Vâng. Cú cha cho phát ngon luôn đúng không? Nó chỉ thỉnh thoảng bị thôi. Hả? Nó chỉ còn thỉnh thoảng bị. Ừ. Nó ngon hơn hẳn luôn đấy. Thử đã nhá. Nó có cái khớp rồi. Xin lỗi, giờ đang hơi khó lắm này. Long long luôn. Mình tra tất cả những cái dầu vào cái đầu của nó rồi. Infinity, cái này nó hơi khó xoay. Nó như thế này này, thế này. Rồi. Đấy, còn cái đầu bên này. Cái này, mình đã tra dầu vào rồi đây rồi mà. Lại xoay lại như bình thường. Thì chú ý là cái cạnh này cũng cứ hay bị nước lắm này. Cạnh này mình cứ lau chùi cho sạch cái cạnh này đi. Đó. Nước vào nhiều luôn các bác ạ, nước vào cái khóa khóa bên tay trái này. Mình phải cái phanh bên tay trái, mình phải mở ra. Mở ra xong mình lau khô. Lau khô xong bắt đầu mình mới tra dầu. Rồi, đấy tất cả mọi thứ đã xong nha. Đấy, xong bắt đầu mình quay một lúc. Cầm mình quay một tí cho nó đều hết. Đấy thì sau khi như thế thì cái máy câu của bác ấy nó sẽ khô ráo này, cao lên một tí, khô ráo này, và thứ hai là nó cực kỳ là khô nước và sạch sẽ những cái cát bụi bẩn thứ là mình cũng đã kiểm tra để mình lấy hết ra rồi. Thì sau như thế thì mình mới để yên tâm luôn. Chẳng hạn như cái máy câu này cũng thế, của Giang thì tí nữa là tôi cũng thế, tôi phải tra dầu spoon dầu vào dầu máy vào những vị trí này này, phanh bên trái này, cái tay quay cho thêm một giọt vào đây này. Mở máy ra để vệ sinh cái phần bên trong của cái hai cái đầu trục spoon. Mình rõ cái đầu dầu và cái đầu trục spoon, và mình vệ sinh sạch ở cái trục dẫn dây đây. Đấy, đây trục này, xong rồi mình chan một giọt dầu vào, xong rồi mình quay một lát thì là nó sẽ bền bỉ hơn và nó quánh nó trơn tru hơn trong những chuyến đi câu. Đấy thì tình hình là tôi chỉ xin phép chia sẻ ngắn như thế, nhiều anh em không 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 để ý ấy, cứ câu về vứt đấy. Là nó rất là đáng tiếc là cái máy câu yêu thích của mình về chơi được vài trận thì nó cứ bị sao sao á, đắt tiền hay không rẻ rẻ tiền thì nó còn quan trọng là mình bảo quản. Thì đây là rồi được bộ mình bảo quản cho thật ngon ấy, thì là dùng nó sẽ bền, và thứ hai nữa là câu nó trơn tru các bác ạ. Thì còn cái này món này thì nó rang bắt đầu với đạo diễn mang đi. Ô, ui trời, bọn này nhảy ác luôn. Mình phải đậy thế này. À, cảm ơn các bác, một buổi đi câu cá sộp rất là sướng. Hai bố con tôi, mấy anh em nữa, cả anh Hùng, cậu em nữa, hai cậu em nữa đi câu vừa về nhà nghỉ ngơi một lúc. Tôi vệ sinh máy câu xong rồi tôi để cho nó khô ráo rồi mình cất đi cho dành cho chuyến kế tiếp. Chúc anh em mình lên nhiều cá, thật vui, khỏe. Tay tôi hôm nay đen xì hết rồi này.
còn Giang khi nó đang nuôi cả cá bảy màu.